Tuyết Mai xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 chiều nay, thứ tư ngày 23 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, do bệnh nặng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã từ trần vào tối qua, ngày 22 tháng 8 năm 2023, tại nhà riêng ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, hưởng thọ 61 tuổi. Đồng chí Lê Văn Thành sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962, vào Đảng ngày 24 tháng 6 năm 1997, quê quán xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 12, Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 4 năm 2021 đến nay. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể, các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 20 giờ 20 phút tối qua, ngày 22 tháng 8 năm 2023, tại nhà riêng ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, thời gian từ thứ 6 tức ngày mùng 1 tháng 9 đến hết thứ 2 ngày mùng 4 tháng 9. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lưu ý bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân. Các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. Vietcombank, BIDV, Viettinbank, Agribank vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ hôm nay 23 tháng 8, trở thành nhóm ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất thị trường. Cụ thể, BIDV điều chỉnh lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng giảm 0,3% xuống còn 3 đến 3,8% năm. Lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng điều chỉnh mạnh từ 6,3% xuống còn 5,8% giảm 0,5%. Vietinbank, Vietcombank, Agribank cũng áp dụng mức điều chỉnh giảm tương tự từ 0,3 đến 0,5% ở hàng loạt kỳ hạn. Bốn ngân hàng này trở thành những ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong hệ thống. Động thái giảm lãi suất của các ngân hàng diễn ra liên tục khi vừa qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo hạ lãi suất cho vay. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Thông minh, nhanh nhẹn là những ấn tượng ai cũng dễ nhận thấy ở cô bé Hà Ngân Giang ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Một học sinh đa tài, không chỉ học giỏi mà còn có nhiều năng khiếu nghệ thuật, đạt được giải thưởng ở nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, liên hoan dân ca trong và ngoài tỉnh. Những năm qua, Ngân Giang đã giành được nhiều thành tích tiêu biểu như huy chương vàng tại Liên hoan âm nhạc quốc tế Hồng Kông lần thứ 10 do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Buarist tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2013, giành nhất tại Liên hoan giai điệu tuổi Hồng và thiếu nhi kể chuyện tỉnh Hưng Yên vừa qua với tiết mục Người mẹ ăn xin vĩ đại. Từ đầu tháng 7 đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã tiếp nhận và điều trị cho gần 100 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, đa phần là người trưởng thành. Số trẻ em mắc sốt xuất huyết chiếm khoảng hơn 20%. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện rải rác ở các thời điểm khác nhau và cũng đến từ nhiều địa phương. Tuy nhiên, một số địa bàn có nhiều ca mắc hơn như xã Liên Khê, huyện Khoái Châu có hàng chục ca. Các xã Tân Châu, Thuần Hưng, huyện Khoái Châu cũng có 2,3 ca bệnh. Đa số là người dân lao động, học sinh, sinh viên di chuyển từ Hà Nội về. Thời điểm hiện tại, mặc dù lượng bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chưa nhiều. Tuy nhiên, khả năng trong thời gian tới, số ca mắc sốt xuất huyết có thể tăng cao do nhiều người di chuyển từ các vùng dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội về. Trong ngày hôm qua 22 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đã gấp thành công hai dị vật gồm một đồng xu kim loại và một kim châm nha khoa nằm trong đường tiêu hóa của hai bé trai bị hóc dị vật. Cụ thể, bé trai 4 tuổi quê ở xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ trong quá trình chơi ở nhà có nuốt phải đồng xu. Trẻ nhập viện sáng ngày 22 tháng 8 trong tình trạng nôn nhiều, mệt lả, da xanh tái. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi ống mềm can thiệp, phát hiện dị vật là đồng xu ở thực quản cổ. Dị vật được gấp ra qua nội soi an toàn. Trường hợp thứ hai, một bé trai 9 tuổi ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Trong quá trình lấy tủy răng tại phòng khám tư nhân, trẻ nuốt phải kim châm nha khoa có chiều dài 3 cm, một đầu cán nhựa to và một đầu kim nhọn. Đây là trường hợp khó và hy hữu bởi dị vật sắc nhọn và đã rơi sâu xuống đường tiêu hóa. Ngay sau khi được can thiệp lấy dị vật, sức khỏe của hai bệnh nhân đã ổn định
và được xuất viện ngay trong ngày. Sáng nay, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất tại thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Theo đó, các bản án dân sự phúc thẩm buộc người phải thi hành án là ông Bùi Hồng Anh, bà Trịnh Thị Kim Quyến phải tháo dỡ công trình xây dựng và trả vợ chồng ông bà Lương Ngọc Bát, Lương Thị Sáu trên 330m², buộc ông Trịnh Xuân Hồng, bà Bùi Thị Mị phải tháo dỡ công trình xây dựng và trả vợ chồng ông Bát, bà Sáu trên 520m². Cả hai thửa đất trên đều ở thôn Đế Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Quá trình thực thi nhiệm vụ, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người và tài sản. Hôm qua, ngày 22 tháng 8, Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi mua bán, chiếm đoạt mô hoặc các bộ phận cơ thể người. Kết quả điều tra ban đầu cho biết vào khoảng cuối năm 2012, hai đối tượng đã rủ nhau móc nối, làm trung gian môi giới mua bán thận, đã thỏa thuận mua một quả thận với giá 420 triệu đồng của nam thanh niên sinh năm 1990 quê ở Phú Thọ. Nam thanh niên sau đó được đưa về nơi ở của các đối tượng để ăn ở, chờ ngày lên bàn phẫu thuật. Trong khoảng thời gian này, qua mạng xã hội, hai đối tượng tìm được chị T, sinh năm 1983, trú tại Hà Nội, là người có nhu cầu mua thận và đã ra giá 1 tỷ đồng với chị T. Các cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra để mở rộng vụ án, qua đó xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Một nghiên cứu do Học viện Nhi khoa Mỹ vừa công bố cho thấy số trẻ em tử vong do súng đạn ở Mỹ đã lên mức cao nhất từ trước đến nay vào năm 2021. Nghiên cứu được công bố ngày 21 tháng 8 cho thấy có 4.752 trẻ em đã tử vong vì thương tích liên quan tới súng vào năm 2021, tăng từ mức 4.368 trẻ vào năm 2020 và 3.390 trẻ vào năm 2019. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bạo lực súng đạn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em ở Mỹ kể từ năm 2020. Các số liệu khác cho thấy khoảng 67% số vụ giết người bằng súng có nạn nhân là trẻ da màu, trong khi trẻ em da trắng chiếm khoảng 78% số vụ tự tử bằng súng. Giới chức Pakistan thông báo toàn bộ 8 người mắc kẹt trên một cabin cáp treo suốt 14 giờ đã được giải cứu thành công trong một chiến dịch được mô tả là nghẹt thở. Các quan chức cho biết, cuộc giải cứu bắt đầu vào sáng 22 tháng 8 theo giờ địa phương, sau khi 6 đứa trẻ và 2 giáo viên đang đi đến trường ở khu vực phía tây bắc đất nước, thì một trong những dây cáp của tòa cáp bị đứt, khiến 8 người mắc kẹt ở độ cao 270m trên một thung lũng. Trực thăng đã được huy động để giải cứu hai đứa trẻ đầu tiên một cách an toàn. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, chính quyền Pakistan buộc phải tạm dừng trực thăng. Gió mạnh cũng đã cản trở những nỗ lực tiếp cận những người mắc kẹt. Các em nhỏ và giáo viên sau đó đã lần lượt được đưa ra khỏi cabin tới nơi an toàn thông qua một hệ thống dây dòng dọc theo cáp treo. Lâu nay, nông dân thường trồng dưa hấu theo phương ngang, tức là cho dây bò lên mặt đất, do vậy phải vất vả mỗi khi chăm sóc trong tư thế không thuận lợi. Song gần đây, nhiều nhà vườn ở Hàn Quốc đã giảm sự nhọc nhằn nhờ áp dụng phương pháp mới, đó là trồng dưa hấu thẳng đứng. Trang trại dưa hấu có kết cấu đặc biệt. Các dây dưa hấu được leo lên dàn, trong khi trái nằm gọn trong tấm lưới treo lơ lửng trên không trung. Đây chính là nông cụ trồng dưa hấu thẳng đứng đã được cấp bằng sáng chế tại Hàn Quốc. Với phương pháp này, số lượng lao động thủ công được cắt giảm đáng kể. Hệ thống cũng cho phép nông dân trồng dưa hai hàng thay vì chỉ một như cách thông thường, nhờ đó năng suất được nâng lên 1,8 lần. Kỹ thuật canh tác thẳng đứng cũng có thể áp dụng với loại dưa cao cấp. Trào lưu quán cà phê thú nuôi đã có mặt ở dải Gaza, Palestine. Một quán cà phê mèo vừa mới mở hồi tuần trước đã ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của người dân địa phương. Với niềm đam mê động vật, bà Naima Mabet đã mở quán cà phê mèo đầu tiên tại dải Gaza. Bà mong muốn mang lại niềm vui cho mọi người, đồng thời nâng cao nhận thức của những người nuôi mèo trong khu vực. Với mức giá 1,3 đô la Mỹ cho nửa tiếng chơi cùng các chú mèo, cửa hàng liên tục đón nhận nhiều lượt khách địa phương trong những ngày qua. Đặc biệt, các bậc phụ huynh có thể ngắm con mình chơi với những chú mèo qua một tấm kính trong khi nhâm nhi một ly cà phê. Ở nơi mà tình hình bất ổn kéo dài nhiều năm như dải Gaza, những địa điểm như quán cà phê mèo được xem là liệu pháp chữa lành vết thương tinh thần cho những người bị tổn thương do xung đột hay áp lực cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.